Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Kính thưa đồng chí Lê Gia Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thưa đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Thưa đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy. Thưa đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy. Thưa đồng chí đại diện các cơ quan trung ương, Ban Điều vụ Thành ủy, Ban Chấp hành, lãnh đạo các sở ngành. Thưa các đồng chí đại diện có mặt hôm nay ở đây. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với bản thân tôi. Trở về thành phố và những ngày được sự tin cậy giao nhiệm vụ của bộ trưởng đồng chí tổng bí thư đồng chí chủ tịch nước chủ tịch quốc hội thủ tướng chính phủ và hôm nay đồng chí chủ tịch quốc hội và thủ trưởng ban tổ chức trung ương đến trao quyết định giao nhiệm vụ bí thư đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh cho tôi về ngày thứ hai. Tôi rất xúc động trong đời mình có hai lần về thành phố. Lần thứ nhất là năm 83, từ ngày sau 13 năm thành phố Trung Quốc. Lúc đó không biết về làm gì, ra một công tội, bản thân. Nhưng mà gia đình thành phố Trung Quốc, thì xin trở về thành phố Trung Quốc. Và trong 23 năm sau đó, thì thành phố Trung Quốc tạo điều kiện cho mình được làm việc, được công nhân. Hôm nay về thành phố là về là thứ hai được là chị Vân anh chính đưa về rồi thường vụ thành ủy một tí đại diện ban chấp hành và quận huyện đón về lần thứ nhất là hôm nay đó đấy lần nhất là mình bộ đội về mình đi tìm việc làm lần thứ hai về được công chí tổ chức đón em tôi rất là xúc động và một lần nữa xin kính đề nghị chị Vân anh chính báo cáo tổng bí thư của chị tôi rất cảm ơn cái tín nhiệm ra nhiệm vụ của tổng bí thư của chị là xin hứa là hết sức mình không phụ lòng của chị để đạt được để cùng với lãnh đạo thành phố cùng với gần 10 triệu đồng bào thành phố tiếp tục công việc các thế hệ lãnh đạo thành phố đã để làm để phải làm tiếp tục làm tốt hơn. Tôi từ khi biết là có thể về nhiệm vụ hôm nay rất là suy nghĩ và cũng lo lắng nhé. Thành phố rất là lớn phát triển mạnh mẽ và con cũng mong muốn mình về có phải tại mình bắt đầu từ đâu tiền thì chắc cũng còn thêm thì cũng vậy tôi nghĩ là có lẽ bắt đầu từ cái giá trị truyền thống của thành phố là đã đúc kết vào một năm thành phố 300 năm lịch sử bỏ mang cái nam của đất nước quy tụ những con người của mọi miền đất nước thì cái đoàn kết cái sáng tạo cái giá trị trách nhiệm sống có nghĩa tình là những giá trị mà nó làm cho thành phố này phát huy được vì thành phố vì có thể nói là sáu cái giá trị này chúng tôi ở thành phố học được mang theo và bây giờ trở về để tiếp tục cùng công chí lắng nghe công chí còn 11 năm ở miền Bắc ở Trung ương thì học thêm được một số điều trong đó có một cái điều là cán bộ đảng phải thực sự làm theo đường lối của đảng cán bộ đảng phải tôn trọng và biết sợ thì là và công chức cán bộ phải biết nghe dân biết sợ khi nhân dân không hài lòng lấy sự hài lòng của dân để đánh giá thành phố là một trung tâm liên kết gắn với vùng cả nước gắn với khu vực của bây giờ không còn nhỏ nữa sức không còn khỏe như 11 năm trước thì chúng tôi tin rằng là tôi chia sẻ cộng đồng trách nhiệm
để hoàn thành góp phần làm cho thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn để ra nhắn của đội bóng góp vào sự phát triển thành phố cùng con chữ để tiếp tục của chúng ta. Và xin phải công ty gửi lời cảm ơn và tất cả đảng viên của thành phố, các đồng chí làm quen thành đoàn, các gia đình đồng bào thành phố và các bố của tôi xin hứa xin đáng